Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezareth, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giật lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy dân chúng. Giảng xong, người bảo ông Simon, hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và thưa: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Có một bản thánh ca viết thế này: Chúa không lầm khi người dựng nên con, dù rằng đời con bao lỗi lầm, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được sinh ra trong tội lỗi. Rồi lại có một tiểu khúc viết thêm: Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh. Chắc anh chị em có biết bài hát này, và tác giả là một linh mục. Một linh mục đã viết cả ngàn bài thánh ca. Thế nhưng tôi để ý trong rất nhiều lần họp mặt, mỗi lần mà mời vị linh mục này hát một bản thánh ca thì hầu như bao giờ Ngài cũng hát cái bài này. Có lẽ là vì bài hát này nó hay, nó dễ đi vào lòng người. Thế nhưng mà tôi nhớ vị linh mục này viết nhiều bài hát hay lắm, giáo dân thích lắm, mà Ngài vẫn cứ hát cái bài này. Thành thử có lẽ sâu hơn là bởi vì bài hát này nó diễn tả cái cảm nghiệm, cái tâm tư sâu lắng của Ngài là một linh mục được Chúa gọi, được Chúa chọn và sai đi làm công việc của Chúa. Cái cảm nghiệm và tâm tư đó thực sự ra ta sẽ gặp lại đầy dẫy trong Thánh Kinh.
Cụ thể là nơi hai nhân vật lớn mà anh chị em nghe qua các bài đọc sáng hôm nay là ngôn sứ Isaiah và Thánh Phêrô. Isaiah khi kể về ơn gọi của mình đã kể về một thị kiến trong đó Thiên Chúa xuất hiện hết sức uy nghi và thánh thiện. Và khi đối diện với sự thánh thiện của Thiên Chúa như thế thì Isaiah kêu lên: khốn cho tôi, vì đôi môi tôi ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế. Thánh Phêrô cũng giống như vậy. Sau khi chứng kiến mẻ cá kỳ diệu, Ngài khám phá ra Đấng đang đứng trước mặt mình, Đấng đã ra lệnh cho mình treo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Đấng đó không chỉ là con người, mà Đấng đó là Thiên Chúa Chí Thánh. Và khi khám phá ra điều đó thì Phêrô sụp lạy xuống mà thưa rằng: lạy Chúa, xin Chúa tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Anh chị em thấy có giống nhau không? Cả hai vị khám phá ra sự thánh thiện của Thiên Chúa và đồng thời cũng khám phá thân phận tội lỗi của mình. Và anh chị em bây giờ chắc biết tại sao cứ mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ thì việc đầu tiên mình làm là sám hối đã. Là bởi vì mình ý thức rằng mình chuẩn bị làm một công việc chí thánh. Một cái công việc mà không có con người nào trong trần thế này xứng đáng để làm, từ Đức Giáo Hoàng trở xuống. Cho nên việc đầu tiên của mình làm là phải sám hối, là phải xin ơn tha thứ tội lỗi. Cái cảm nghiệm về sự thánh thiện của Thiên Chúa và đồng thời cảm nghiệm về thân phận tội lỗi của mình, đó là cảm nghiệm của hầu hết những ai được Chúa gọi, được Chúa chọn và được Chúa sai đi. Và cái lạ lùng đó là nếu anh chị em có giờ mà suy nghĩ nó kỹ hơn thì thấy là chỉ sau khi Thánh Phêrô cũng như ngôn sứ Isaiah nhìn nhận tội lỗi của mình như thế thì Chúa mới sai các ngài đi. Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ lúc đấy thì họ mới khám phá ra rằng cái chuyện mình được Chúa gọi và sai đi đó là một ân huệ, một ơn ban hoàn toàn cho không của Thiên Chúa. Tôi tội lỗi thế này mà Chúa là Đấng thánh thiện lại gọi tôi làm linh mục chẳng hạn, thì cái công đó đâu có phải công của tôi, mà hoàn toàn là ơn của Thiên Chúa ban thôi. Và khi mà một người cảm nhận được rằng mình sống như thế này là do ơn Thiên Chúa ban thì người đó sẽ làm việc với tâm tình khiêm tốn. Mình có thánh thiện hơn ai đâu mà lên án người ta. Mình có đạo đức hơn ai đâu mà khinh bỉ người khác. Phải khiêm tốn. Thấy thưa anh chị em, những trang thánh kinh này là bài suy niệm tuyệt vời cho các linh mục, các tu sĩ. Nhưng tôi đang nói với anh chị em là giáo dân. Tôi nghĩ rằng là từ góc độ của người giáo dân, những suy niệm này cũng rất cần cho chúng ta. Tôi muốn nói đến cái cảm thức về tội lỗi trong đời sống của con người. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 có lần nhận xét rằng cái tội lớn nhất trong thời đại của chúng ta không phải là tội này hay là tội khác, mà cái tội lớn nhất của thời đại này là ở chỗ người ta đã đánh mất cái cảm thức về tội lỗi.
đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đấy là cái tội lớn nhất. Ngài nói điều này cách đây 50-60 năm, nhưng mà ngày hôm nay càng nghĩ càng thấy đúng. Con người ta thì ai mà chả có lỗi lầm, chuyện đó là bình thường. Người phương Đông chúng ta vẫn nói là nhân vô thập toàn. Người Tây phương thì họ có cái câu là không có cái gì là của con người mà lại xa lạ với tôi. Con người thì có lỗi lầm là chuyện bình thường. Nhưng mà cái nguy hiểm ở chỗ này, nguy hiểm là ở chỗ mình không còn cảm thức về tội lỗi nữa. Và khi không còn cảm thức về tội lỗi thì mình phạm tội mà thấy bình thường, mình làm điều sai quấy mà thấy bình thường. Và khi mọi sự đều trở thành bình thường thì tội này sẽ chồng chất tội kia. Những nguy hiểm nó là cái chỗ đấy. Trong một trang báo gần đây, tôi thấy một linh mục nhắc đến hai sự kiện xảy ra ở Việt Nam mà chắc anh chị em thấy nó bình thường. Sự kiện thứ nhất là bảo rằng ở một tỉnh nghèo kia có một công ty xổ số, và ông giám đốc công ty xổ số ông ấy tự ban cho mình một cái lương tháng là 50 triệu đồng một tháng. Cái này thì hơn lương tổng thống rồi. Cái chuyện đấy thì cũng dễ hiểu. Đấy là chưa kể những tính toán làm ăn cho bản thân mình, cho gia đình, dựa vào chức quyền của mình. Nhưng mà chuyện thứ hai có lẽ nó đau đớn hơn. Ấy là ở một tỉnh nghèo kia, ở một trường học, các em học sinh nghèo nó đóng tiền để nó được mua nước thanh khiết mà uống, thì ban giám hiệu lấy tiền đó để làm gì? Để đi nhậu. Các nhà giáo dục ăn cướp tiền của trẻ thơ để đi nhậu. Không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Và cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh chị em rằng, khi mà người ta có thể làm một công việc như thế mà lương tâm vẫn thấy bình an, khi người ta có thể làm một công việc như thế mà vẫn thấy là bình thường, thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái cảm thức tội lỗi nơi con người đã bị bào mòn, không còn cảm thức về tội lỗi. Và khi đó thì tội ác sẽ càng ngày càng lan tràn trong cuộc sống mà được coi là bình thường. Chính vì vậy, hôm nay khi suy nghĩ về Phêrô, về Isaiah, họ khám phá ra cái thân phận tội lỗi của mình khi họ đối diện với Thiên Chúa Chí Thánh, thì tôi nghĩ là tất cả chúng ta, chứ không riêng gì các linh mục tu sĩ, phải rút ra được cái bài học. Đó là sự cần thiết của cái cảm thức tội lỗi trong đời sống con người và đời sống đức tin của chúng ta. Và cũng chính vì vậy mà các giám mục Việt Nam trong thư mục vụ năm nay kêu gọi anh chị em tín hữu Công giáo là phải làm gương. Làm gương bằng cách nào? Làm gương bằng cách sống theo tiếng lương tâm. Sống theo một lương tâm ngay thẳng. Đối với người Công giáo chúng ta thì lương tâm đó chính là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn. Lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa trong trái tim con người. Một tiếng nói vang lên rất đúng lúc. Điều này tốt, điều kia xấu, để hướng dẫn chúng ta. Cái lương tâm đó chúng ta không tự tạo nên, mà chính Chúa đặt để trong lòng người. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy là
lương tâm đó lại có thể bị điều kiện hóa, bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, bởi thói quen phạm tội. Anh chị em có kinh nghiệm đấy, nói dối lần thứ nhất thì ngượng miệng lắm, đến lần thứ 100 thì nó như mỡ. Có những phụ nữ phá thai lần đầu tiên đó thì mất ăn mất ngủ, phá đến lần thứ 5 bình thường. Đi ăn cắp ăn cướp của thiên hạ lần thứ nhất thì lương tâm bối rối, đến lần thứ 10 bình thường. Chính vì thế, một lương tâm ngay thẳng phải là một lương tâm được lời Chúa uốn nắn và điều chỉnh. Và mỗi một Chủ nhật mà anh chị em và tôi đến đây để dâng thánh lễ, trước hết là để lắng nghe lời Chúa, là để lời Chúa uốn nắn và điều chỉnh lương tâm của chúng ta cho ngay thẳng. Và mình máu Thánh Chúa ban tặng sức mạnh để ta có thể sống theo tướng lương tâm ngay thẳng, ngay giữa một xã hội mà cảm thức tội lỗi mỗi ngày một bị bào mòn nhiều hơn. Ước gì chúng ta khám phá ra điều đó, để thấy việc đến nhà thờ Chúa Nhật là một niềm vui, là một hạnh phúc của Kitô hữu, chứ không chỉ là một công việc bị bó buộc. Và nhờ đó lời Chúa uốn nắn trái tim chúng ta trở nên mềm mỏng hơn, mà có thể đón nhận tiếng gọi của Chúa như Phêrô, như Isaiah đã đón nhận, và trở nên chứng nhân cho Chúa ngay trong cuộc sống hàng ngày. Thưa anh chị em, ta hãy lấy tâm tình đó để cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ sáng hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.